Hôm nay bắt đầu xử lý ốc mọi người. Bây giờ là để ngày mai để chiều tối mình luộc ốc biêu này. Ốc biêu vàng à, ốc biêu đen này. Mình ngâm 2 ngày rồi. Và ngày hôm nay là mình đập trứng vào. Đây là quả trứng vịt nha mọi người. Đây. Quả trứng vịt là mình đập quả trứng vịt này vào cho nó ăn. Tại mình cầm máy nên là hơi khó. Ơi 700 có nếu máy em bảo là được 7. Đây mình đập cái này vào đây, cho nó ăn xong chiều là bắt đầu đập này. Đây, ăn như thế.